Thôi được thôi. Biết được chuyện gì xảy ra rồi. Là cháu cảm thấy lung tung với bao nhiêu điều và chẳng thể nghĩ ra cơ làm sao. Trời thương quá. Sẽ rất thích thú nếu biết nói như thế nào. Nào mở mắt ra, bắt đầu thôi. Đó chắc chắn chính xác là mau ý thích thế đi. Một người như tóc xoăn và rất yêu cơ. Để rồi cháu sẽ thấy chú ra ngoài hồn. Điều có thể nói chính là chẳng có gì cũng vượt sóng và ánh mặt trời. Và những điều đó cứ coi như chẳng có gì, vì ta nên cũng chỉ là an thần thôi. Hey! Dùng hai bàn tay để nâng mặt trời lên. Hồi xưa khi con bé tí tèo chính ta, khi đêm đen vây quanh, ai mang ánh lửa đem đến nơi đây. Con hay nhìn thấy người đó. Mặt trời phía xa lôi về đây. Chẳng có chi, ngày mới ấm áp với những vui tươi. Cùng làn gió kia ta đùa chơi. Chẳng có gì để gây đu đưa với keo căng buồn. Những điều có thể nói chính là chẳng có chi. Vùng đất kia ta mang lên dưới biển sâu. Và cũng không cần nói cảm ơn đâu. Chẳng có chi ha! Điều đó có lẽ cũng chỉ vì là thế. Ta có thể nói suốt cả ngày rồi cả đêm về những gì trước tự nhiên mà ta đã từng biết. Thủy triều mặt đất có cây bao nguyên ta đây chỉ đang đùa dương mà thôi. Làm thì con lương rồi châu ruột của nó từng đó mọc lên một cây ta gọi là dừa. Nên rút ra một bài học đó chính là đừng đùa giỡn với ma quỷ khi ông ta đã đâu đi. Những hình xăm trên làn da của ta đây là bản đồ những chiến công ta có nữa. Nhìn xem những nơi ta đi qua và điều ta là còn đây là mini ma quỷ đang nhảy nhót trong đất thôi. Giờ ta chỉ muốn nói câu này. Chẳng có gì ngất ngây trong thế giới muôn màu. Và những điều đó cứ coi như chẳng có chi. Chẳng có gì chào đón cháu đến với biển bao điều mới. Vậy con hãy nói câu này. Chẳng có chi. Chẳng có gì vì ta đến muốn lấy con thuyền. Và rồi ta tìm đến.